Bạn có thể sẽ phải hối hận nếu chỉ nâng sống mũi mà không biết được tình trạng mũi của mình. Chỉ can thiệp nâng mũi đạt dụng sống mũi thì có tác dụng là điều chỉnh độ cao cho phần sống mũi của chúng ta. Thì nó là một can thiệp nó nhẹ nhàng, nó ít tổn thương, ít xâm lấn mà nó đơn giản cho cái can thiệp mũi của chúng ta hơn. Nhưng mà nó lại có cái nhược điểm là nó chỉ áp dụng và phù hợp cho một số trường hợp mũi nhất định. Đó là những trường hợp mũi mà cái phần đầu mũi chúng ta có độ cao rồi và nó không quá xấu thì chúng ta thiếu cái độ cao sống mũi thì ta chỉ điều chỉnh cái độ cao phần sống mũi thôi thì chúng ta có thể áp dụng ở cái phương pháp này được. Nhưng mà các bạn phải hiểu rằng là cái hình thể mũi hay là cái dáng mũi của chúng ta ấy, thì cái độ cao sống mũi nó không phải là quyết định đến cái dáng mũi của chúng ta chính, mà là cái độ cao và độ nhô đầu mũi thì nó mới quyết định. Cái phần sống mũi của chúng ta bao giờ bác sĩ cũng khuyên là chúng ta nên nâng nó thấp, nó tự nhiên vừa phải, có điểm nó thấp giữa hai mắt và nó không bị cao thô giả lên quá. Còn trong những trường hợp mà cái mũi của chúng ta ban đầu ấy, cái độ chênh lệch giữa phần sống mũi và đầu mũi của ta không nhiều mà ta chỉ đi nâng cái phần sống mũi của ta lên thôi ấy, thì như vậy thì vô hình chung là ta làm cho là cái phần sống mũi của ta nó bị cao, bị thô hơn so với đầu mũi. Và thứ hai nữa là khi mà ta chỉ nâng phần sống mũi thôi mà cái đầu mũi của ta có nhiều khuyết điểm như là cái đầu mũi của ta nó to, nó thô, nó ngắn, nó hếch, thì cái việc là ta điều chỉnh như vậy thì nó không khắc phục được khuyết điểm mũi, làm cho là cái mũi của chúng ta mặc dù đã can thiệp nâng mũi rồi nhưng mà nó lại không được đẹp, không điều chỉnh tốt về mặt thẩm mỹ, và làm cho là sau đấy chúng ta lại phải đi chỉnh sửa lại cái mũi của chúng ta. Và thứ ba nữa là trong những trường hợp mà cái đầu mũi của chúng ta nó không đủ độ cao, không đủ độ vững để nó đỡ cho phần sụn sống mũi nó tì lên ấy, thì nó có nguy cơ là phần sống mũi của chúng ta sẽ bị lệch vẹo đi, bởi vì là nó không có cái điểm cố định, không có điểm nó giữ ở phần trên phía đầu mũi. Đồng thời là khi mà cái đầu mũi chúng ta không đủ độ cao thì nó nguy cơ nó trượt cái phần sụn ở trên sống mũi xuống phần đầu mũi, nó gây ra là nhọn sụn, lộ sụn ra phần đầu mũi chúng ta cũng rất là cao ạ nhá. Như vậy thì nếu chúng ta muốn can thiệp nâng đặt sụn ở sống mũi thì chúng ta cần phải hiểu cái tình trạng mũi chúng ta là trong những trường hợp mũi chúng ta nó không quá xấu, có cái độ chênh lệch thiếu độ cao sống mũi ở đầu mũi, cái đầu mũi chúng ta có độ cao rồi thì chúng ta mới nên nâng đặt sụn riêng sống mũi. Còn nếu không, những cái trường hợp mà cái đầu mũi và sống mũi chúng ta nó không có độ chênh lệch nhiều, nếu chúng ta nâng riêng sống mũi làm cho cái mũi chúng ta nó cao, nó thô, nó giả hơn mà nó không tạo nên dáng mũi phù hợp, đồng thời là nó nguy cơ gây mất an toàn trong những trường hợp mà cái đầu mũi không đủ độ cao, không đỡ được cho phần sụn sống mũi, thì nó cũng gây ra những cái biến chứng nó không đảm bảo các bạn nhé. Đó là lý do